Xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ở video trước thì chị đã hướng dẫn cho các em một mẹo nhỏ để làm các dạng bài toán điền số vào ô trống. Bạn nào chưa xem và muốn tham khảo thì chị để link video ở dưới mục miêu tả nhé. Còn bây giờ mời các em hãy ôn lại một chút kiến thức nha. Với dạng toán điền số vào chỗ trống, các em nhớ phương pháp sau. Nếu là phép tính cộng, các em áp dụng câu thần chú lớn trừ bé. Nếu là phép tính trừ, các em áp dụng câu thần chú trước cộng, sau trừ. Tức là, nếu số cần tìm đứng đằng trước dấu trừ, ta lấy hai số đã biết cộng lại với nhau. Nếu số cần tìm đứng đằng sau dấu trừ, ta lấy số lớn đã biết trừ đi số bé đã biết. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, chị sẽ đưa ra một thử thách cho các em. Đó chính là các em hãy dựa vào mẹo tính ở trên để làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài toán điền số vào ô trống. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào thử thách nha! Chúng ta sang câu hỏi đầu tiên. 2 cộng mấy bằng 9? Đáp án A bằng 6, B bằng 5, C 7 và D bằng 4. 10 giây suy nghĩ bắt đầu! Đáp án là bằng 7. Ở trong câu toán này, đây là bài điền số của phép tính cộng nên ta áp dụng câu thần chú là lớn trừ bé. Ta lấy số lớn là 9 trừ đi 2 bằng 7 nên câu trả lời là đáp án C, 7. Chúng ta sang câu hỏi thứ 2. 10 trừ mấy bằng 6? Đáp án A bằng 3, B bằng 8, C bằng 7 và D bằng 4. 4. Đáp án chính xác là đáp án D bằng 4. Ở trong câu toán này các em thấy đây là dạng toán điền số của phép tính trừ và số cần tìm đứng đằng sau dấu trừ nên ta áp dụng câu thần chú sau trừ. Ta lấy 10, số lớn ở đây là 10 trừ đi số bé là 6, 10 trừ 6 bằng 4 nên đáp án chính xác ở đây là bằng 4. Chúng ta sang câu hỏi thứ 3 nhé. Mấy cộng 3 bằng 7? Đáp án A bằng 9, B 10, C 4 và D 3. Đáp án chính xác là C 4. Trong phép tính này các em thấy đây là dạng toán điền số của phép tính cộng nên ta áp dụng câu thần chú là lớn trừ đi bé. Ta lấy số lớn là 7, trừ đi số bé là 3, được 4. Vậy kết quả chính xác ở đây là đáp án C, 4. Chúng ta sang hỏi thứ 4. Mấy trừ 2 bằng 8? Đáp án A, 10, B, 9, C, 8 và D, 7. Câu trả lời là đáp án A bằng 10. Ở trong phép tính này thì đây là dạng toán điền số của phép tính trừ. Và các em thấy số cần tìm đứng đằng trước dấu trừ nên ta áp dụng câu thần chú trước cộng. Ta lấy 8 cộng với 2 bằng 10 nên đáp án chính xác ở đây là đáp án A bằng 10. Chúng ta xong câu hỏi thứ 5. 5 cộng mấy bằng 7? Đáp án A bằng 5, B bằng 3, C bằng 2 và D bằng 1. Đáp án chính xác là đáp án C, 2. Đây là dạng toán điền số của phép tính cộng và ta áp dụng câu thần chú là lớn trừ bé, ta lấy số lớn là 7, trừ đi số bé là 5, ta được kết quả bằng 2. Nên câu trả lời chính xác là đáp án C, 2. Chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. 9 trừ mấy bằng 3? Đáp án A, 7, B, 6, C, 5 và D, 4.
Đáp án chính xác là đáp án B, 6. Thì trong câu hỏi này các em thấy đây là dạng toán điền số của phép tính trừ và số cần tìm đứng đằng sau dấu trừ, nên ta áp dụng câu thần chú sau trừ. Ta lấy số lớn ở đây là 9, trừ đi số bé là 3, 9 trừ 3 bằng 6. Nên đáp án chính xác ở đây là đáp án B, 6. Câu tiếp theo, mấy cộng 2 bằng 10? A, 8, B, 5, C, 7 và D, 4. Đáp án chính xác là đáp án A bằng 8. Đây là dạng toán điền số của phép tính cộng. Nên ta áp dụng câu thần chú là số lớn trừ số bé. Ta lấy số lớn là 10 trừ đi số bé là 2. 10 trừ 2 bằng 8. Nên đáp án chính xác là đáp án A bằng 8. Tiếp tục nào. Mấy trừ 1 bằng 9? Đáp án A 5, B 7, C 10 và D 8. Đáp án chính xác là đáp án C 10. Các em thấy đấy, đây là dạng toán điền số của phép tính trừ và số cần tìm đứng đằng trước dấu trừ, nên ta áp dụng câu thần chú trước cộng. Ta lấy số 9 cộng với 1 bằng 10. Nên kết quả chính xác ở đây là đáp án C bằng 10. Câu tiếp theo, 7 trừ mấy bằng 6? Đáp án A 1, B 3, C 6 và D 4. Đáp án chính xác là đáp án A, 1. Đây là phép toán điền số của phép tính trừ và số cần tìm đứng đằng sau dấu trừ, nên ta áp dụng câu thần chú là sau trừ. Ta lấy số lớn là 7 trừ đi 6 bằng 1. Nên đáp án chính xác ở câu hỏi này là đáp án A bằng 1. Câu tiếp theo, mấy cộng 5 bằng 10? Đáp án A 7, B 6, C 5 và D 4. Đáp án ở đây là đáp án C bằng 5. Đây là dạng toán điền số của phép tính cộng. Nên ta áp dụng câu thần chú gì nhỉ? Đây, chúng ta áp dụng câu thần chú là số lớn, lớn trừ đi bé. Ta lấy số lớn là 10 trừ đi số bé là 5. 10 trừ 5 bằng 5. Nên đáp án chính xác là đáp án C bằng 5. Các em thân mến, vậy là bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Chị chúc em có những giờ học thật là vui vẻ và bổ ích. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo. Bye bye!